Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật bài 43 nằm bút phần 3. Từ vựng tiếng Nhật. Bài 43 nằm 4 phần 1. Số 1 là Phu y mát nghĩa là tăng lên. Yêu xích chư. Yêu xích chư gá. Phu y mát. Xuất khẩu tăng lên. Xuất khẩu nó tăng lên. Số 2 là Herimat giảm xuống. Herimat giảm xuống. Yêu xích chư. Yêu xích chư gá. Herimat là xuất khẩu giảm xuống. Số 3 là Agarimat. Agarimat là tăng lên luôn, tăng giá. Agarimat tăng giá. Nê đàn giá. Agarimat là tăng giá lên đó. Số 4 là Sagarimat là giảm giá, giảm xuống. Sagarimat là giảm xuống. Nê đàn giá. Sagarimat là giảm giá xuống đó. Số 5 là Kirimat là đứt dây á. Kirimat là đứt dây. Himoga Kirimat là đứt sợi dây. Kirimat là đứt sợi dây. Torimat là tuột. Torimat là tuột. Là hô bình giá. Hô tan giá. Torimat là tụ cái nút vậy. Tụ cái nút. Hô tan là cái nút. 7. Ochimat nghĩa là hành trí rơi. Nimuchi gá. Ochimat
Ochimas là rơi cái hành lý rơi xuống. Fuimas là tăng lên. Yushichu giá Fuimas là xuất khẩu tăng lên. Herimas giảm xuống. Yushichu giá Herimas là xuất khẩu giảm xuống. Ogarimas là tăng lên. Là Nedan giá. Ogarimas là tăng giá lên. Sagarimas là giảm xuống. Nedan giá Sagarimas là giảm giá xuống. Kirimas là đứt dây, đứt. Himo giá Sagarimas là đứt sợi dây. Torimas là tua. Botan giá Torimas là nút tua. Ochimas là rơi. Nimuchi giá Ochimas là cái hành lý nó rơi xuống. Mình sẽ kết thúc từ quận tiếng Nhật 243N4 phần 1 ra dạng.